Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Ngày hôm nay ra xin thay mặt cho AZFI Việt Nam tổng kết lại quá trình tích sản cổ phiếu Pau với tiêu đề tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn. Vậy các nhà đầu tư sẽ tích sản cổ phiếu Pau dựa trên những tiêu chí nào? Có 4 tiêu chí chính sau đây. Đầu tiên về giá. Giá ngừng tích sản ban đầu là giá 13 và tháng 6 năm 2022 thì AZFI đã nâng giá ngừng tích sản lên giá 14.5. Giá cao nhất chốt lời ban đầu là giá 14.5. Tháng 6 năm 2022, AZFI đã nâng giá cao nhất chốt lời lên giá 15.5. Mua đều đặn 100 cổ phiếu hàng tháng, chỉ chốt lời nếu giá đạt mục tiêu, và chúng ta sẽ tái đầu tư toàn bộ nếu giá quay trở về mức tích sản. Trong quá trình kể từ khi AZFI thành lập nên cộng đồng tích sản cổ phiếu cho đến ngày 9 tháng 6 năm 2022, thì những nhà đầu tư tích sản cổ phiếu Pau đã có 3 lần chốt lời cụ thể như sau. Lần 1, tương ứng với quá trình tích sản kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho đến ngày 11 tháng 1 năm 2021. Trong quá trình này về việc mua đều đặn 100 cổ phiếu hàng tháng thì cuối cùng chúng ta sẽ có 1.200 cổ phiếu, tổng vốn đầu tư là 12.685.000 đồng. Tổng tài sản tăng lên 17.730.000 đồng. Lợi suất sau 13 tháng là 39.8%. Thời gian đầu tư bình quân hơn 7 tháng ghi nhận với lợi suất kép bằng 81%. Vậy tại sao kể từ ngày 1 tháng 1 2020 cho đến ngày 11 tháng 1 2021 chúng ta có 13 tháng tích sản, tuy nhiên thời gian đầu tư bình quân chỉ ghi nhận có mỗi 7 tháng thôi? Em lý giải nguyên nhân thế này. Ngày 1 tháng 1 2020, anh chị mua 100 cổ phiếu. 100 cổ phiếu này đã được tích trong tài khoản anh chị tròn 13 tháng. Đến ngày 1 tháng 2 2020, anh chị mua thêm 100 cổ phiếu nữa. Vậy thì 100 cổ phiếu mới này trên thực tế chỉ được tích trong tài khoản anh chị 12 tháng. Tiếp tục vào ngày 1 tháng 3 2020, anh chị lại mua thêm 100 cổ phiếu nữa. Và 100 cổ phiếu mới này trên thực tế được tích trong tài khoản anh chị là 11 tháng mà thôi. Và cứ như vậy, mặc dù chúng ta tích 13 tháng, tích sản 13 tháng, mua đều đặn 13 tháng, nhưng trên thực tế, thời gian đầu tư bình quân của anh chị là hơn 7 tháng mà thôi. Tiếp tục lần 2, thì khoảng thời gian tích sản kéo dài kể từ ngày 1 tháng 2 2021 cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2021. Lúc này chúng ta sẽ tái đầu tư toàn bộ từ đợt trước vào tháng 2 2021 và tiếp tục tuân thủ đều đặn mua 100 cổ phiếu vào tháng tiếp theo giá đề ra. Lúc này tổng vốn đầu tư của chúng ta là 26.995.000, tổng tài sản tăng lên 34.595.000 đồng. Lợi suất sau 9,5 tháng là 26.4%. Với thời gian đầu tư bình quân gần 5 tháng, ghi nhận với lợi suất kép là 71%. Về chặng lần 3 là kể từ ngày 1 tháng 12 2021 cho đến ngày 9 tháng 6 năm 2022, và chúng ta sẽ không tích sản kể từ tháng 12 2021 đến tháng 3 2022, do trong giai đoạn này giá đều vượt quá mục tiêu đề ra, mà chúng ta sẽ tái đầu tư toàn bộ từ đợt trước vào tháng 4 2022 và tiếp tục tuân thủ đều đặn mua 100 cổ phiếu vào tháng 5 năm 2022. Lúc này tổng vốn đầu tư của chúng ta là 36.305.000 đồng, tổng tài sản là 47.090.000 đồng. Giá đã chạm ngưỡng cân nhắc chốt lời vào tháng 6 và ghi nhận lợi suất sau hơn 3 tháng đạt 27%. Như vậy, vừa rồi thì em đã tổng kết lại 3 chặng chốt lời của các nhà đầu tư tích sản cổ phiếu Pau. Tổng kết lại thì gần 26 tháng tích sản đều đặn với số vốn thực bỏ ra là 26.360.000 đồng, liên tục tuân thủ theo danh mục tích sản, tổng tài sản hiện tại của nhà đầu tư là 47.090.000 đồng. Lợi suất sau thời gian tuân thủ chiến lược tích sản đạt 78.6% là một con số không hề nhỏ, đặc biệt đối với các nhà đầu tư F0 và những nhà đầu tư mặc xem việc đầu tư là một nghề tay trái chứ không phải là nghề chính. Vậy vì sao nên tích sản cổ phiếu Pau? Có 3 nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, Pau là nhà sản xuất điện hàng đầu Việt Nam, nhà cung cấp điện lớn thứ 2 tại Việt Nam chỉ sau EVN, gần như độc quyền trong ngành năng lượng. Pau có 7 nhà máy điện, kể cả thủy điện, điện khí, điện than, với tổng công suất là hơn 4.200 MW, chiếm đâu đấy gần 6% tổng công suất lắp đặt của các nhà máy điện tại Việt Nam. Công suất phát điện khí ổn định về hơn 2.700 MW.
Lợi điểm thứ hai, tình hình tài chính và kinh doanh bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định, hiệu quả sử dụng vốn cao. Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ trả vốn vay cố định của nhà máy điện Cà Mau 1-2 và nhà máy điện Nhân Trạch. Doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng duy trì ổn định qua nhiều năm, chỉ ngoại trừ năm 2018 do có sự cố bất thường từ nhà máy điện Vũng Áng và lỗ tỷ giá từ các công ty con, dòng tiền ổn định. Và cuối cùng là tiềm năng tăng trưởng ổn định trong dài hạn, nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam sẽ gia tăng với dòng vốn FDI. Khi mà Việt Nam nhận được thêm nhiều dòng vốn FDI, xây dựng thêm nhiều khu công nghiệp thì nhu cầu sử dụng điện sẽ ngày càng tăng cao. Và có thêm các dự án điện khí như LNG, như Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4. Và hai dự án Nhân Trạch 3, 4 này dự kiến sẽ đi vào phát điện vào khoảng cuối năm 2024-2025. Những nhà máy này sẽ củng cố thêm cái khả năng tăng trưởng của Pau trong dài hạn. Năm 2022, Pau có thể ghi nhận thêm một khoản lợi nhuận bất thường khoảng đâu đấy gần 580 tỷ từ việc bồi thường lại các khoản lỗ tỷ giá từ các năm qua. Vậy đây chính là cái bảng tổng kết lại quá trình tích sản cổ phiếu Pau kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho đến tháng 6 năm 2022. Còn trong khoảng thời gian qua, đây chính là thành quả cộng đồng tích sản cổ phiếu EZFI Việt Nam. Chúng ta đã có 25 mã cổ phiếu đạt đến giá cân nhắc chốt lời và có 7 cổ phiếu chưa được chốt lời, anh chị có thể thấy trong slide. Nếu anh chị thấy clip này ý nghĩa và mang lại giá trị thì hy vọng anh chị có thể chia sẻ clip này cho nhiều người hơn, những người mà có nhu cầu tìm hiểu về đầu tư, về tích sản cổ phiếu. Và chúng ta rất hy vọng rằng chúng ta có thể lan tỏa giá trị này càng nhiều người biết càng tốt. Xin chào.